Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là mẫu gương về tình liên đới nhân loại. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, khen ngợi tinh thần liên đới của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và khẳng định quốc gia này là mẫu gương hàng đầu về tình liên đới nhân loại toàn cầu. Trong một thông cáo báo chí, Hiệp hội Bambino Gesù Caro Onlus, tổ chức được sinh ra từ văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, cho biết hôm 28 tháng 1, giữa Đức Hồng Y Pietro Parolin và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã có một cuộc điện đàm. Trước hết, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ tình liên đới với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau cuộc tấn công khủng bố của phiến quân Houthi vào các công trình dân sự ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngài gửi lời chia buồn chân thành tới các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố diễn ra vào ngày 17 tháng 1 và cầu chúc những người bị thương mau chóng bình phục. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một mô hình hướng dẫn tình liên đới nhân loại toàn cầu và các sáng kiến nhân đạo của nó vượt ra khỏi ranh giới địa lý và khuyến khích những tấm gương tiên phong thúc đẩy chung sống hòa bình, khoan dung và hòa bình trên toàn thế giới. Về phần mình, ông Bộ trưởng cảm ơn tình cảm chân thành của Đức Hồng Y, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Vatican trong việc phục vụ các vấn đề nhân đạo và thúc đẩy các giá trị của lòng khoan dung và sự chung sống giữa tất cả các dân tộc. Ông cũng khẳng định, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẵn sàng tăng cường mối quan hệ với Vatican ở nhiều cấp độ khác nhau. Thông cáo cho biết mối quan hệ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Vatican đã chứng kiến sự phát triển liên tục, đặc biệt là ở cấp độ nhân đạo, kể từ khi quốc gia này đăng cai tổ chức vào năm 2019, cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmed Al-Tayeb. Và tại buổi gặp gỡ, văn kiện về tình huynh đệ nhân loại đã được ký kết nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa con người với nhau, xây dựng những nhịp cầu giao tiếp, hòa hợp và yêu thương giữa các dân tộc và chống lại chủ nghĩa cực đoan.